Hy hữu người đàn ông không bao giờ được tìm thấy sau khi bị chôn vùi dưới độ sâu 40 mét trên đường lộ. Một câu chuyện hy hữu tưởng chừng như không thể đã xảy ra ngay trên đường phố đông đúc xe cộ ở Malaysia, khiến một người đàn ông vĩnh viễn nằm lại dưới 40 mét đất. Đó là vào ngày 13 tháng 6 năm 2013, một ngày trời âm u, khi cơn bão lớn đổ bộ vào bang Penang, Malaysia, với sức gió cực mạnh đã thổi bay cột thu lôi trên đỉnh tòa nhà UMNO 22 tầng trên đường Macalister. Chiếc cột thu lôi khổng lồ lung lay rồi đột ngột ngã xuống, kéo theo một mảng bê tông của tòa nhà rơi xuống con đường bên dưới, có rất đông xe cộ qua lại, làm hư hại khoảng 11 phương tiện và làm một số tài xế bị thương. Bộ trưởng Lim Quang An, người đã đến hiện trường vào khoảng 8 giờ tối sau vụ tai nạn và xác nhận rằng chỉ có một người bị thương nặng trong vụ việc. Ông cũng yêu cầu cảnh sát thiết lập vùng đệm xung quanh tòa nhà UMNO cao 22 tầng vì vẫn còn một số đồ đạc trên nóc tòa nhà đang treo lơ lửng trên đó. Thế nhưng họ không hề hay biết rằng còn có một nạn nhân khác đang nằm sâu dưới mặt đường. Bởi lúc đó chiếc cột rơi quá nhanh, không ai kịp nhận ra có một chiếc xe đã bị nhấn chìm cùng với chiếc cột. Sự hiện diện của người đàn ông xấu số tại hiện trường chỉ được phát hiện 2 ngày sau đó, khi một nhân viên sửa chữa hệ thống camera giám sát của tòa nhà, trong lúc xem lại đoạn camera, đã phát hiện ra nạn nhân. Anh nói rằng, tôi đã phát chậm đoạn clip và chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng thực sự có bê tông rơi xuống nóc một chiếc ô tô, có một người đàn ông bên trong. Nạn nhân sau đó được xác định là Lim Chin Ai, 44 tuổi, đang trên đường đi đón con thì bị đống đổ nát từ tòa nhà rơi xuống chiếc xe anh đang lái, chôn vùi anh ở độ sâu 40 mét, tương đương tòa nhà 13 tầng, sâu dưới lớp bê tông. Tuy nhiên, sau 4 ngày tích cực tìm kiếm, các hoạt động cứu hộ đã bị buộc phải dừng lại vì lo ngại gây hại cho môi trường, kết cấu đường xá và tính toàn vẹn của các tòa nhà gần đó. Kết thúc cuộc tìm kiếm, họ chỉ tìm thấy một phần của chiếc xe, nhưng không có dấu vết nào của thi thể Lim Chin Ai. Cựu chủ tịch viện kỹ sư Lim Kot Kong khi đó tuyên bố rằng bê tông chắc chắn đã đập vào phía ghế lái và khiến nạn nhân bị chìm sâu xuống đất. Anh ấy có thể đã qua đời ngay lập tức. Các bộ phận của chiếc xe bị nhấn chìm xuống độ sâu từ 8 đến 9 mét, chỉ có thể xác định được 10 mét bê tông rơi xuống. Phần còn lại vẫn bị chôn vùi cùng với nạn nhân. Và vì không tìm được cơ thể, nên giấy chứng tử của Lim Chin Ai đã được cấp dựa trên 3 yếu tố: lời khai của nhân chứng, số khung xe và bằng chứng video. Cho đến nay, hơn 10 năm sau vụ tai nạn, thi thể của người đàn ông xấu số Lim Chin Ai vẫn bị chôn vùi dưới con đường đó và sẽ mãi mãi không bao giờ được tìm thấy. Đây được xem là một trong những vụ tai nạn hy hữu nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 Phút Bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.